Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC 14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2015, chương trình của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương đang phải cấp cứu. Đợt chiều cường ở Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong giờ cao điểm từ nay cho đến đầu tháng 10. Siêu bão Dujuan đang ở phía đông Taiwan nhưng có ảnh hưởng tới khu vực Bắc Biển Đông và còn thay đổi thất thường. Nhà chức trách thuộc bang California của Mỹ bắt giữ một người đàn ông tình nghi hành hung và làm trọng thương một cụ già gốc Việt 83 tuổi khi đang đi dạo trên phố. Lần đầu tiên trong vòng 33 năm qua, hiện tượng siêu trăng kết hợp với nguyệt thực toàn phần đã khiến mặt trăng xuất hiện lộng lẫy và rực rỡ ngay trong đêm Trung Thu. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 28 tháng 9, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên hoàn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Hai người đã tử vong, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay, chiếc xe tải do tài xế Trần Đức Cường, 36 tuổi, điều khiển hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, đến km 27+300 thì cho xe đi vào làn khẩn cấp. Thời điểm này, xe khách 46 chỗ do tài xế Quỳnh Anh, 39 tuổi, điều khiển cùng chiều bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải. 30 phút sau đó, xe khách 46 chỗ biển kiểm soát 51B14515 chạy cùng chiều tiếp tục đâm vào đuôi xe 7 chỗ do anh Nguyễn Văn Huy điều khiển. Xe khách biển số 51B sau khi va chạm với xe 7 chỗ tiếp tục tông vào đuôi xe taxi 4 chỗ. Chiếc xe khách được cho là thiếu quan sát đã tông trực tiếp vào đuôi xe tải và hất văng chiếc xe này hơn 20m, đồng thời lao sang làn đường ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cho lơ xe khách tử vong ngay tại chỗ, nhiều hành khách hoảng loạn. Đến thời điểm hiện tại, tức là khoảng 12 giờ trưa nay, thì các lực lượng cứu hộ của đường cao tốc vẫn đang tích cực giải phóng hiện trường để trả lại lưu thông trên đường cao tốc. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị chức năng của tỉnh Long An, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. 5 phương tiện bị hư hỏng nặng, một đoạn phân cách dài hơn 20m bị đổ sập. Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và đơn vị quản lý đường cao tốc là đã kịp thời lên là xử lý cái tai nạn giao thông, cũng đồng thời cũng như đưa người đi cấp cứu. Thì tại hiện trường đó là tất cả các xe đó là bị đụng dồn với nhau, thành ra là nó tạo ra một cái hiện trường rất là phức tạp. Có một chiếc xe là khách đã là lủi sang cái lề trái bên đường bên kia, làm đổ giải phân cách và lủi xuống là ruộng. Vụ tai nạn đã làm cho phụ xe khách là Nguyễn Hoàng Vũ, 47 tuổi, tử vong ngay tại hiện trường và chị Trần Thị Sen tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn kinh hoàng sáng nay. Lúc đó xe đó bị tai nạn đó, rồi cũng ở đây cũng thấy người ta, chiếc xe của cô nó mới tớp ra lại thì xe làm sao tông tới cái đùng hết hồn hết biết giờ tỉnh lại là cô chỉ biết kêu con, tại vì con nó đang bị thương đó, khủng khiếp luôn. Thấy trò từ đó giờ mới thấy sợ quá trời luôn. Con bây giờ nó không dám về, nó sợ đến nỗi mà giờ không dám lên xe về. Rất là hoảng loạn và không nhớ gì hết. Chỉ lúc mà tỉnh lại thì bình tâm lại thì chỉ nhớ một vài chi tiết. Mình được như sống lại cùng với gia đình. Tại vì một cái tai nạn quá khủng khiếp đối với em. Từ đó giờ em cũng chưa từng mắc phải những cái tai nạn như thế này. Theo bà Tám, chiếc xe 7 chỗ được thuê lên Thành phố Hồ Chí Minh để tái khám cho con trai và người bà con. Khi tai nạn xảy ra vào rạng sáng, các nạn nhân không được đưa đi cấp cứu ngay mà được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình vì đây là bệnh viện để tái khám. Sau đó mới được nhập viện Chợ Rẫy vào 6 giờ 15 phút sáng nay. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành những xét nghiệm cần thiết. Bên này có chụp CT cho bà Trần Thị Tám. Thì tất cả CT, X quang, siêu âm đều bình thường hết và cho bà về. Còn ca thứ hai thì nó gãy thêm cái xương chày ở bên trái mà nó ít chi lệch thì cho bó bột, khoa chỉnh hình cũng coi và gãy cũ cái xương mắt trái và cũng cho toa về. Sự bàng hoàng vẫn còn nguyên vẹn với những nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn này. Nhưng sự may mắn này sẽ rất khó lặp lại khi những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc đang liên tục xảy ra trong thời gian gần đây.
Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra sáng nay chỉ là một trong số nhiều vụ tai nạn giao thông từ khi tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được đưa vào khai thác. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhưng mà theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An thì hạ tầng của tuyến đường này vừa còn thiếu lại vừa bị xuống cấp. 212 vụ tai nạn giao thông, 33 người chết, 149 người bị thương. Đó là những con số về tình hình tai nạn giao thông sau 5 năm đưa vào khai thác cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Tuy nhiên, con số này chỉ được thống kê trên 30 km địa bàn tỉnh Long An. Nghiêm trọng như vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại km 13 làm một người chết tại chỗ và 10 người bị thương, hoặc như vụ tai nạn liên hoàn sáng nay làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, hiện tại hạ tầng đường cao tốc đã xuống cấp nhưng tốc độ lưu thông lại được nâng cao. Cái đường cao tốc hiện nay là đã xuống cấp, bị là không có im lắm so với các đường cao tốc khác. Còn như từ khi mà cái tốc độ của cái đường cao tốc cho phép lên 120 km/h thì có rất nhiều vụ tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, như cái dạng là xe nó chạy nó không có đảm bảo khoảng cách an toàn, là đụng, mỗi lần đụng là 4-5 xe thôi. Thực tế, mặt đường cao tốc hiện như một tấm áo phá, nhiều đoạn bị hằn lún do vết nhựa mới phá. Địa điểm thường xảy ra tai nạn là đoạn giáp ranh giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ miền Tây lưu thông vào thành phố, chiếm 82% tổng số vụ. Đồng thời, khu vực này hệ thống chiếu sáng không được đảm bảo. Tai nạn thường xảy ra vào rạng sáng vì tài xế thường mệt mỏi, chiếm 76% tổng số vụ. Khoảng cách an toàn giữa các xe không được đảm bảo. Ban đêm thì tai nạn giao thông cái đoạn Bến Lức Thủ Thừa này thường xuyên có xảy ra. Lý do là do cái đèn chiếu sáng nó cũng còn rất ít, nó thiếu cái độ sáng. Chính vì vậy là Ban toàn thông tỉnh cũng có kiến nghị với đơn vị là phải tăng cường thêm cái độ sáng của đường cao tốc, phải tăng cường thêm những cái biển báo cấm dừng cấm đổ trên tuyến cao tốc này để các lực lượng là từng ra xử lý. Tại vì hiện nay là cái người mà lái xe là cũng chưa chấp hành tốt trong cái luật giao thông. Cơ quan chức năng của tỉnh Long An cũng cho biết sẽ kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị khai thác quản lý đường cao tốc, lắp thêm đèn chiếu sáng vào ban đêm trên suốt tuyến, đồng thời sửa chữa hư hỏng trên mặt đường. Thống kê cho thấy có đến 60.000 phương tiện lưu thông trên tuyến đường này trên ngày đêm. Vì vậy, nếu những hạn chế trên không được khắc phục thì những vụ tai nạn nghiêm trọng sẽ không thể tránh khỏi trên tuyến cao tốc trọng yếu của đồng bằng sông Cửu Long. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vào chiều hôm qua 27 tháng 9 tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc khiến cho 4 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn và hơn 60 căn nhà khác và phòng học bị tốc mái. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tông, gió lốc đã làm thiệt hại 61 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 4 căn nhà, 57 căn bị tốc mái. Gió lốc cũng làm tốc mái 19 phòng học, 6 chốt công an huyện tại xã Đạ Tông bị ảnh hưởng. Nhiều cây xanh bị ngã đổ và một số trụ điện bị đổ ngã gây mất điện cục bộ. Từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn các huyện Đạ Tẻ, Đạ Hoai, Di Linh, Đơn Dương, Đam Rông, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 8 vụ mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại cho hơn 500 căn nhà, tốc mái nhiều trường học, hư hỏng hàng trăm hecta hoa màu và làm bị thương 8 người, thiệt hại lên tới hơn 10 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì siêu bão Juruan đang xuất hiện ở phía đông bán đảo Taiwan, sẽ không đi vào đất liền nước ta, nhưng mà vẫn gây thời tiết xấu trên khu vực Bắc Biển Đông và khiến cho gió mùa hoạt động mạnh. Ngư dân hoạt động ở vùng biển này cần phải có phương án di chuyển để tránh thiệt hại. Chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24 độ Vĩ Bắc, 122,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Taiwan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phú Chiêng, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo đây là một cơn bão mạnh, cường độ và hướng di chuyển của bão có khả năng thay đổi thất thường. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động và đi lại trên khu vực Bắc Biển Đông cần theo dõi chặt chẽ cơn bão để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Còn trên đất liền, bão làm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, gây ra những trận mưa rào về chiều tối, nguy cơ ngập úng là rất cao.
Còn thời tiết các tỉnh phía Nam thì đang chịu tác động bởi gió Tây Nam, do đó mà mưa thì cũng sẽ tăng dần. Mưa tập trung vào chiều tối, có lúc là vào đêm và sáng. Và điều mà người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại vào lúc này, đó là đợt ngập lịch sử sẽ quay trở lại khi mà vừa có mưa lớn, lại vừa đúng vào đợt chiều cường thường lên cao vào giữa tháng 8 âm lịch, nên là khả năng ngập lụt vì thế sẽ càng gia tăng. Chiều nay nội thành ở Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết đã có nhiều chuyển biến, trời nhiều mây âm u. Nguyên nhân là do siêu bão làm hệ thống gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ hoạt động mạnh trở lại, gây ra mưa rào mạnh. Điều đáng nói là khu vực này cũng chuẩn bị bước vào một kỳ chiều cường tháng 8. Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An là 1,33m, trên mức báo động 1 là 0,03m. Trên sông Hậu tại Long Xuyên là 1,93m, trên báo động 1 là 0,03m. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ chiều cường và đạt đỉnh vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 khi lên xấp xỉ mức báo động 3. Điều người dân lo lắng vào lúc này là mưa lớn mà gặp chiều cường cao thì mức ngập sẽ rất nghiêm trọng. Nhiều người dân đã và cần phải lên kế hoạch chuẩn bị đối phó, đồng thời hoàn thành sớm công việc vào buổi chiều để tránh phải rơi vào tình cảnh lội nước trên đường về nhà. Khoảng 7 giờ sáng nay, tàu cứu nạn SA 413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai rắt thành công tàu cá QNA 90956 TS cùng 38 thuyền viên bị nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 9, tàu cá QNA 90956 TS đang hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện thời tiết trên biển có gió giật cấp 6, sóng lớn trong khu vực không có bất kỳ tàu thuyền nào hoạt động. Thuyền trưởng đã liên tục đề nghị được trợ giúp khẩn cấp vì lương thực và nước ngọt trên tàu dần cạn kiệt, càng khiến cho tính mạng của các thuyền viên gặp nguy hiểm. Nhận được thông tin báo nạn, sáng ngày 25 tháng 9, tàu cứu nạn SA 413 đã xuất phát và đến sáng ngày 26 tháng 9 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn cùng với 38 thuyền viên trong tình trạng mệt mỏi hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn của Việt Nam MRCC đã triển khai ngay công tác hỗ trợ y tế, đồng thời tiến hành lai rắt tàu cá QNA 90956 TS về bờ. Xe cứu hỏa được huy động đến bệnh viện không phải là để chữa cháy mà là để cấp nước. Bác sĩ không chỉ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn phải đi xách nước, còn bệnh nhân thì có người phải trốn viện vì không có nước sử dụng. Đây là thực tế đang xảy ra tại Bệnh viện 198, quận Cầu Giấy, Hà Nội khi mà đường ống nước sông Đà bị vỡ lần thứ 15 từ mấy ngày nay. Ngày hôm nay tại khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện 198 chưa thể trở lại hoạt động bình thường. Nước đã được cấp trở lại từ tối qua nhưng rất yếu. Đây lại là nơi cần nhiều nước để vận hành máy lọc, vệ sinh khử khuẩn. Vì vậy, bệnh viện vẫn phải mua nước để sử dụng cho bệnh nhân. Bằng cách khắc phục tạm thời là bằng cách mình đi mua nước. Thì mua nước mà với một lượng bệnh nhân mà chạy mà nhiều như này thì chắc là không đủ được. Mình chỉ bình thường mình chạy chắc cũng chỉ đủ được 1-2 tiếng thôi. Còn đối với những khoa điều trị khác, nhiều sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà đều phải tạm dừng khi không có nước. Ngoài chi phí nội trú thông thường, giờ họ còn phải cõng thêm một khoản khác là nước sinh hoạt. Ảnh hưởng chúng tôi rất là khổ sở, cơ cực. Phải đi xuống tận tầng 1 xin từng tí nước một lên trên đây. Để đổ vào toilet thôi, chứ toilet là các anh chị em bệnh nhân là không đi được. Nói chung là vệ sinh toilet là rất là phức tạp, bẩn lắm mà hôi thối, không ai ngửi được. Mà bệnh nhân ở trên tầng này thì toàn là bệnh nhân bị bệnh nặng. Nước đã được cấp trở lại, nhưng lượng nước chảy vào bể ngầm chỉ ở mức rò rỉ. Các bể đang cạn dần khi mà Bệnh viện 198 có khoảng từ 700 tới 900 bệnh nhân nội trú cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Dù bệnh viện đã nhiều lần gửi công văn đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Viwako, nhưng vẫn chưa có sự phản hồi. Thông tin từ Trung tâm Can thiệp Tim mạch và Điện sinh lý Bệnh viện Nhi Trung ương, một bé trai 26 ngày tuổi nặng 3kg vừa được cứu sống nhờ kỹ thuật đối điện điều trị tim nhanh. Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật này được thực hiện trên trẻ sơ sinh như vậy. Ghi nhận nhanh của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay.
Bé Vũ Chính Dương, 26 ngày tuổi, quê Hải Phòng, được chẩn đoán bệnh tim kết hợp thông sản nhĩ thất toàn bộ và hội chứng Wolff Parkinson-White, tức là một hội chứng rối loạn tim nhanh do tồn tại đường dẫn truyền xung điện bất thường bẩm sinh trong tim. Theo chẩn đoán của các bác sĩ tim mạch chuyên sâu về rối loạn nhịp, thì đây là một ca bệnh rất hiếm gặp nhưng rất nguy kịch. Trẻ có thể tử vong do suy tim nếu cân tim nhanh không được kiểm soát hoặc có thể đột tử bất cứ lúc nào nếu xuất hiện loại loạn nhịp nguy hiểm. Sau hội chẩn ngày 23 tháng 9 năm 2015, tại Trung tâm Can thiệp Tim mạch và Điện sinh lý Bệnh viện Nhi Trung ương, ekip can thiệp đã tiến hành thủ thuật can thiệp điều trị cho bệnh nhân. Trong quá trình làm, các bác sĩ đã phải cấp cứu cắt cơn tim nhanh nhiều lần. Mỗi lần cơn tim nhanh xuất hiện, bệnh nhân lại tím tái, huyết áp tối đa tụt thấp chỉ khoảng 30mm thủy ngân. Rất may mắn là ca can thiệp này đã thành công tốt đẹp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đối với lại trẻ nhỏ mà dưới 15kg khi điều trị bằng kỹ thuật mà can thiệp đốt điện hay là điều trị bằng dòng điện sóng cao tần điều trị loạn nhịp thì cái tỷ lệ mà biến chứng, tỷ lệ tai biến, tỷ lệ tái vong, tử vong nó cao hơn so với lại trẻ lớn và so với lại người lớn. Chính vì vậy là cái kỹ thuật này nó chỉ được thực hiện ở đối với những trung tâm tim mạch lớn và bởi những bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ nhất bị loạn nhịp tim nhanh nguy hiểm được cứu sống bằng công nghệ cao ở Việt Nam. Và cũng là một trong rất hiếm những trường hợp trên thế giới được báo cáo. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho đến nay, hầu hết các rối loạn nhịp tim đều được can thiệp điều trị thành công ngay từ thời kỳ sơ sinh. Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca xạ phẫu định vị khối u dị dạng ở não bằng máy xạ trị gia tốc điều trị ung thư hiện đại nhất Việt Nam cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân 38 tuổi quê tại Quảng Trị mắc một căn bệnh hiếm gặp, đó là dị dạng mạch máu ở não, trên dây thần kinh số 5, đau nửa mặt, đã điều trị thuốc 3 năm nhưng mà bệnh không thuyên giảm mà có dấu hiệu tăng nặng. Nếu không kịp thời điều trị, khối u này có nguy cơ bị vỡ dẫn đến tử vong. Đặc biệt khối u dị dạng mạch máu não này không thể can thiệp bằng mổ hở. Vì vậy trung tâm ung bướu đã quyết định xạ phẫu không xâm nhập bằng hệ thống máy gia tốc. Tính từ đầu năm cho đến nay, Việt Nam đã có 45 ca tử vong do bệnh dại vì người dân chủ quan không tiêm vaccine dại sau khi bị vật nuôi cắn. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, bệnh nhân tử vong do bệnh dại tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Bệnh dại là một trong số những bệnh gây tử vong hàng đầu trong số những bệnh truyền nhiễm. Lứa tuổi mắc bệnh đa số trên 15 tuổi và nguồn lây bệnh chủ yếu là do chó nhà. Nguyên nhân của thực trạng trên là do ý thức chủ quan của người dân cho rằng chó nhà cắn không cần tiêm phòng. Do thiếu kiến thức về bệnh dại, việc sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh dại, do trẻ nhỏ bị chó cắn không nói nên là gia đình không biết. Người làm công tác định giá đất sẽ được cấp chứng chỉ định giá đất với hai loại chứng chỉ không thời hạn và có thời hạn 5 năm. Đây là quy định mới đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nhằm nâng cao trình độ cho những cán bộ làm việc trong ngành quản lý đất đai. Theo đó, người được cấp chứng chỉ định giá đất phải có năng lực trình độ đại học trở lên về chuyên ngành quản lý đất đai, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất, gồm ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế kỹ thuật, luật. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng hai phương án, đó là chứng chỉ định giá đất không thời hạn và chứng chỉ định giá đất có thời hạn trong vòng 5 năm. Người đề nghị cấp chứng chỉ định giá đất nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu điện. Tổng cục Quản lý Đất đai sẽ là nơi cấp trong thời hạn không quá 15 ngày. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra và báo cáo việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án xây dựng trung tâm thương mại được cho là vượt quá chiều cao quy định trên phố Lê Trực, quận Ba Đình. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội sẽ là đơn vị xây dựng nội dung kiểm tra và chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành bao gồm Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra dự án số 8B Lê Trực. Nội dung kiểm tra phải được báo cáo trước ngày 29 tháng 9. Trung tâm thương mại này đã xây dựng xong phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo thực tế thì công trình này cao hơn hẳn và lấn át toàn bộ không gian khu vực Lăng Bác và cao hơn tất cả những công trình quan trọng xung quanh.
Trước đó vào tháng 3 năm 2014, công trình này cũng đã từng bị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng do chưa được cấp phép đã tiến hành xây dựng. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Các nhà chức trách tại bang California của Mỹ vừa bắt giữ một người đàn ông tình nghi hành hung và làm trọng thương một cụ già gốc Việt 83 tuổi khi đang đi dạo trên phố. Theo cảnh sát thành phố Santa Ana, nghi phạm DeMaria Banes, 29 tuổi, đã bị bắt chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công vô cớ tại bãi đậu xe của một khu mua sắm trong vùng. Nghi phạm này được cho là một người vô gia cư, từng bị cảnh sát điều tra liên quan về việc hành hung có vũ khí gây chết người. Nạn nhân được xác định có tên là Tuyên Nguyên, năm nay 83 tuổi. Khi bị hành hung thì cụ đang trên đường đi bộ mua báo và uống cà phê tại một cửa hàng gần đó như mọi ngày. Kẻ tấn công đã đánh và đấm thẳng vào mặt khiến cụ ngã xuống đất. Hiện cụ đang được điều trị tại bệnh viện địa phương trong tình trạng xuất huyết não và vỡ ổ mắt. Cảnh sát thành phố Santa Ana vẫn điều tra được động cơ của vụ tấn công này là gì. Vào ngày hôm nay 28 tháng 9, chiếc thuyền cao tốc chở Tổng thống Maldives Yaman Abdul Giom trên đường tới thủ đô Male đã bất ngờ phát nổ. May mắn là nhà lãnh đạo đã thoát nạn. Theo hãng tin Reuters, ông Yaman gặp nạn khi đang quay về nước từ Ả Rập Xê Út sau khi hoàn thành cuộc hành hương Hajj. Vụ nổ xảy ra khi chiếc thuyền cao tốc đang cập cảng ở thủ đô Male. Mặc dù ông Yaman không bị thương trong vụ tai nạn, nhưng vợ ông và một số quan chức khác bị thương nhẹ. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy xe cứu thương vội vã đến hiện trường, trong khi cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh. Theo một phụ tá của Tổng thống, vụ nổ có thể xuất phát từ động cơ, nhưng hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân, dẫu rằng các vụ tai nạn tàu thuyền là khá phổ biến ở quốc đảo Maldives. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 ở bang Texas vào ngày hôm qua 27 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa bà Kelly Fiorina đã suýt bị chấn thương khi mà sân khấu bất ngờ đổ sụp phía sau. Sự cố xảy ra khi bà Fiorina đang phát biểu tại diễn đàn nữ doanh nhân quốc gia ở San Antonio. Lúc đó khung kim loại từ các bức màn sân khấu bắt đầu rơi xuống. Không có ai bị thương trong vụ việc này và bà Fiorina lại tiếp tục với bài phát biểu của mình mà không hề bối rối. Được biết, Kelly Fiorina là cựu giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ HP. Bà là người phụ nữ thứ hai sau Hillary Clinton tuyên bố tham gia tranh cử lần này. Thưa quý vị, sau bao tháng ngày chờ đợi thì hàng trăm người dân Nam và Bắc Triều Tiên đã vừa có cuộc hội ngộ với người thân của mình sau nhiều năm bị ly tán do chiến tranh. Đây là lần hội ngộ thứ hai trong vòng 5 năm qua, bị gián đoạn do căng thẳng giữa hai miền gia tăng. Những tiếng khóc, những tiếng cười của những người dân Triều Tiên đã tìm thấy người thân của mình hòa lẫn vào nhau trong cuộc hội ngộ tại văn phòng của Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc vừa qua. Danh sách những người được hội ngộ với người thân sẽ được lựa chọn qua nhiều vòng để chọn ra 100 người được gặp thân nhân của mình trong mỗi cuộc hội ngộ được tổ chức. Một chiếc máy tính được đặt tại văn phòng này đã lựa chọn ngẫu nhiên 500 người trong tổng số 130.000 đơn đăng ký tìm thân nhân. Sau đó, những người làm ở Hội Chữ Thập Đỏ sẽ lựa chọn 250 người dựa trên tiêu chí về tình trạng sức khỏe. Rồi sau đó, từ danh sách 250 người, họ tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên về 100 người sẽ được gặp mặt người thân. Và rất nhiều người có mặt tại văn phòng này cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã khi tên mình không có trong danh sách gặp mặt vào tháng tới. Tôi muốn tìm thấy con gái tôi càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là biết được con bé còn sống hay đã chết. Tôi đã để mất con bé khi nó mới 3 tuổi. Tôi chờ đợi để xem kết quả lựa chọn lần này, nhưng tôi không thấy có tên của mình. Cuộc hội ngộ tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 tới đây tại khu nghỉ mát phía bắc biên giới núi Cương Càng. Cuộc chiến tranh năm 1950-1953 làm nhiều triệu người dân Triều Tiên bị ly tán. Hiện đang còn khoảng 120.000 người Triều Tiên, phần đông trên 80 tuổi, mong chờ gặp lại người thân lần cuối. Ở Hàn Quốc còn khoảng 66.000 người, tuổi cũng đã cao. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ chấp nhận 100 người mỗi lần hội ngộ.
ngôi sao điện ảnh gốc Nam Phi đồng thời cũng là sứ giả hòa bình Liên Hợp Quốc, Charlize Theron, đã đưa ra một lời kêu gọi hành động phòng chống HIV/AIDS và đưa ra những số liệu thống kê đáng kinh ngạc về tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS của phụ nữ và trẻ em trên thế giới vào hôm 27 tháng 9 vừa qua. We know that leadership doesn't come with age. Phát biểu tại hội nghị chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 được tổ chức vào hôm qua, 27 tháng 9, Charlie đã kể lại một câu chuyện về những người phụ nữ và trẻ em không may mắn mắc phải căn bệnh này mà cô đã gặp. Hãy tưởng tượng một cô gái vị thành niên đã lấy hết can đảm để bước vào một bệnh viện địa phương để hỏi bao cao su và được một cô y tá nói rằng cháu còn quá trẻ để có bạn trai, hãy quay lại đây khi cháu đủ 18 tuổi. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ trẻ nói rằng cô thà bị nhiễm HIV còn hơn là có thai vì như vậy sẽ không ai biết cả. Vì vậy sẽ chẳng ai biết cô đã từng quan hệ tình dục. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ hiểu biết về HIV nhưng lại phải sử dụng tình dục để nuôi sống gia đình mình. Bạn có thể tưởng tượng vì đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật. Cô cho biết đây chính là lý do tại sao 1/3 số ca nhiễm HIV mới lại là những người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24, và tại sao AIDS lại là nguyên nhân số 1 gây ra tử vong cho trẻ vị thành niên ở châu Phi. Charlie đã kêu gọi tăng thêm các tài trợ cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS. Thanh niên là tương lai của chúng ta. Bây giờ không phải là lúc dừng lại hay từ bỏ. Đây là lúc chúng ta phải mạnh dạn hành động. Đây là thời gian để kết thúc AIDS. Ngôi sao bản năng gốc Charlize Theron năm 2008 trở thành sứ giả hòa bình của Liên Hợp Quốc nhằm tập trung vào vấn đề chống HIV/AIDS và bạo hành nữ giới. Nữ diễn viên gốc Nam Phi này còn thành lập một dự án mang tên cô với mục đích nâng cao hiểu biết của người dân quê nhà về căn bệnh thế kỷ. Theron là sứ giả hòa bình thứ 10 của Liên Hợp Quốc, sát cánh cùng những tên tuổi như nam diễn viên George Clooney và Michael Douglas. Vào đêm qua và sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, mặt trăng lần đầu tiên xuất hiện sau 3 thập niên với kích thước to nhất lại mang màu nâu đỏ huyền bí. Hiện tượng này đang khiến cho nhiều người dân, đặc biệt là những người yêu thích thiên văn, háo hức mong đợi suốt gần một tuần qua. Sở dĩ có hiện tượng trên là do siêu trăng và nguyệt thực cùng diễn ra một lúc. Khi trăng tròn ở vị trí gần mặt đất nhất, lớn nhất và rõ nhất, nó được gọi là siêu trăng. Đó là hiện tượng năm nào cũng diễn ra một lần. Năm nay, siêu trăng to hơn bình thường đến 14% và sáng hơn 30%. Siêu trăng năm nay lại trùng khớp với nguyệt thực toàn phần, khi mặt trăng, trái đất và mặt trời ở vị trí thẳng hàng, khiến cho bóng của trái đất che khuất mặt trăng, lần này trong 1 giờ 12 phút. Mặt trăng chuyển sang màu nâu đỏ huyền bí, đó là lý do vì sao nó được gọi là mặt trăng máu. Được biết, cư dân châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, một phần Tây Á và Đông Thái Bình Dương, những nơi có thể ngắm hiện tượng kỳ thú kể trên, đã tập trung những khoảng trống lớn như bãi biển, công viên rộng để ghi lại những khoảnh khắc cực hiếm này. Trong đó, tại đền thờ thần biển cả Poseidon, Hy Lạp, hình ảnh siêu trăng rõ nét hơn cả. Việc siêu trăng và trăng máu cùng xảy ra trong một ngày như hôm nay là cực hiếm. Nó không xảy ra trong vòng 33 năm qua và sẽ không xuất hiện trước năm 2018. Những năm diễn ra sự kiện kỳ thú này là 1910, 1928, 1946, 1964 và 1982. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.